Ok Thịnh. Dạ, chào mọi người. Ủa? Đang live stream đó. Ôi, chào mọi người. Mình với anh Thành á, hồi nãy cố gắng kiếm cái lâu đài đỏ. Đây là cái điểm phía sau mình. Đó, phía sau đó, đó là cái lâu đài đỏ. Cái lâu đài này rất là nổi tiếng ở khu vực làng cổ Đạm Thủy. Nhưng mà khi mà vừa tới cái lâu đài cổ này đó, thì được khuyến mãi thêm cả cái mùa hoa đào nở nữa. Đây, bên đây nè, đó. Wow. Từ bữa giờ đi không có thấy cây anh hoa anh đào nở nào hết. Nhấn mạnh là thấy hoa, thấy cây đào nhưng mà không có thấy hoa anh đào nở. Tự nhiên hôm nay chuẩn bị chia tay Đài Loan thì vô tình coi như là một cái món quà để bỏ công hai anh em mình công sức đi tới đây. Trời ơi nó nổ, để từ. Mà đặc biệt ở khu vực này nha, là hoa anh đào, cái khu vực trong hoa anh đào này nè, là không có người chụp hình luôn. Là bảo đảm các bạn mà tới đây là chụp hình tự sướng thoải mái luôn. Người ta không biết mà tới. Người ta không biết. Đây nè, không biết mà tới luôn. Đây nè, tụi tôi là tính bỏ về rồi đó. Tại đi kiếm cái chỗ này nó cực quá. Không có ai biết chỗ này hết trơn luôn. Trời ơi, tự nhiên ở đâu ra bước vô trong đây thấy cây anh đào. Ô mẹ ơi, nó nở không thể tưởng tượng được. Nó còn hơn cả hoa anh đào ở cái gì Dương Minh Sơn nữa. Trời đất ơi, mấy bạn có nghe mình nói rõ không? Trời ơi, ai đang xem? 11, 12 người cho một hai cái like đi để tôi đi kiếm thêm mấy cái hoa anh đào nữa. Wow. Đẹp không? Thịnh đẹp không Thịnh? Quá đẹp luôn anh ơi. Quá đẹp rồi, selfie chưa Thịnh? Dạ rồi. Thịnh, trời ơi. Bây giờ cho em lên stream đi nha. Cho em lên live stream vậy. Ooh, wow. Sakura Cherry Blossom man. Oh, có thấy một like rồi. Ai đang xem nó cho thêm một hai cái like đi. Bên đây trời lạnh, thiếu thốn tình cảm quá. Cho thêm một hai trái tim đi. Wow. Để quay gần gần lại chút xíu, này là hoa hồng nha, để cho các bạn có thể phân biệt được đâu là hoa anh đào, hoa hồng. Wow. Nở hồng trời luôn. Ôi, có tim rồi, tim rồi. Ai đang đó? Ồ, thằng Phước. Phước, khỏe không Phước? Khỏe không Phước? Kỳ này về là có trà xanh cho em nha. Em với lại Nga là kỳ này về có trà xanh. Phước, vừa vừa đó Phước, quăng tim tùm lum hết trơn. Tim anh đâu có nhiều ngăn hay chứa hết mấy cái đó đâu Phước. Wow, đẹp không Phước? Như vậy là công ty Vitoris quảng cáo đúng sự thật rồi. Ok. Quảng cáo có hoa anh đào là có hoa anh đào. Rồi, Phước mai mốt liên hệ lại tất cả những khách hàng mà đi tour ngày 24 đi. Nói là chắc chắn là sẽ có hoa anh đào. Nhưng mà không phải ở Dương Minh Sơn, không cần anh chị mình phải đóng thêm tiền đi Dương Minh Sơn đâu, ngay chỗ Đạm Thủy là có luôn. Ok, bao có luôn nha. Cái nữa Thịnh. Thịnh khoái. Món quà coi như bất ngờ. Rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà có thể đứng từ trên chụp xuống còn đẹp hơn nữa. Đẹp quá, khá là đẹp, để đi xa xa chút xíu. Đứng tới ngoài này. Trời ơi, nó hồng nguyên một cây luôn. Rồi phía bên là cái chụp nhà thờ cũng đẹp lắm á. Đây, lâu đài đỏ, Red Castle. Mấy cái cây này nó cũng hoa đào nè, mà không có nở. Sắp nở, nụ quá trời luôn. Hy vọng là tour ngày 24 qua đây mấy cây này nó nở hết luôn. Oh man, quá trời luôn nè. Like kịch liệt, kêu la, kêu nga vô lại. Thấy không, thấy rõ không? Trời ơi, mình một cây nó nguyên một cái dề màu hồng luôn kìa. Oh man, mấy cây này nó không có nở, mấy toàn nụ không mà. Thôi tạm biệt nha, để bây giờ mất thời gian quá. Mình đi tìm thêm thử coi có cái chỗ nào hoa anh đào tiếp không. Ok hả, Thịnh bye bye mọi người đi Thịnh. Bye bye mọi người, hello.